vẫn là cái câu chuyện mà dành cho người hướng nội. Nào là tôi hướng nội, anh hướng nội, chị hướng nội rồi, chị không thể nào mà giỏi hay là tự tin hay là hoạt ngôn hay là có khả năng nói trước ống kính giống như những người hướng ngoại. Xin thưa mấy các anh chị em ấy, tất cả mọi người đều đang ở một cái trạng thái đó là tự ti, chứ nó không phải là hướng nội gì cả. Sự thật ấy, là hướng nội hướng ngoại gì đấy là cái khái niệm mà do ai đó tự gọi là gán nghĩa ra. Cứ nghĩ rằng là cứ hoạt ngôn chia sẻ gì cái gì đấy thì đó là hướng ngoại, còn ngược lại là sâu lắng bên trong hay là ít nói gì đấy thì những cái người mà hướng nội. Xin thưa các anh chị em là không phải như vậy. Tóm lại là chúng ta còn nhớ một câu là bố mẹ sinh con, trời sinh tính. Vậy thì cái tính của mình thì các bạn cứ nghĩ rằng là mình sinh ra như thế, không phải đâu. Quan trọng nó là do cái bối cảnh, nó do cái môi trường, nó cấu thành và nó nhào nặn nên cái cá tính của chúng ta. Từ cái môi trường giáo dục, từ bố mẹ, gia đình, anh em, đến môi trường ở trên trường học, rồi ở ngoài xã hội, rồi bạn bè, mọi thứ. Thì khi mà chúng ta ở trong cái bối cảnh nào, tức là gần mực thì đen, thì gần đèn thì sáng. Nó đen mới sáng ở đây không phải là xấu hay là tốt, nó chính là cái cá tính nha các anh chị em. Các anh chị em lỡ chơi với ai, lỡ ở với ai, lỡ học cùng với ai, lỡ làm cùng với ai nhiều thì các bạn sẽ vô hình chung là các bạn sẽ giống cái tính của họ, chứ không phải là các bạn là đã có sẵn cái đấy trong mình. Vậy nên thì các bạn cần biết là các bạn cần thay đổi cái gì rồi đấy. Thì cái việc đầu tiên này, nghĩa rằng là cũng không phải cố là phải gồng gắng đứng trước ống kính khi mà mình chưa có thể. Vậy thì cái việc đầu tiên là hãy thay đổi. Đó, hãy thay đổi cho mình cái bối cảnh đi, cái môi trường đi. Ở đây không có nghĩa rằng các bạn phải bỏ đi các mối quan hệ cũ hay là không chơi những cái người bạn cùng cái cá tính hướng nội của mình nữa, mà các bạn hãy thêm vào, các bạn hãy thay đổi một cái môi trường mới. Hãy tìm những con người mà năng lượng hơn các bạn, tìm những cái nơi mà có đám đông, tìm những nơi mà có năng lượng cao để các bạn có thể vào đấy các bạn cộng hưởng năng lượng. Ít nhất thì trong giai đoạn đầu tiên thì có thể là mình hơi áp lực một chút bởi vì nó không phải là chính mình. Nhưng nếu như các bạn thực sự mong muốn, nếu các bạn muốn mình thay đổi, mình muốn có được cái năng lượng, hay bạn mình muốn có một cái gì đấy mà nó giống như những cái người mà hướng ngoại kia, thì các bạn phải thay đổi ngay môi trường. Thì từ từ nó giống như cái cách mà các bạn có được cái tính bây giờ đấy, cái tính hướng nội đấy. Thì chúng ta cần phải có thời gian, không phải một ngày, hai ngày hay là một tuần, hai tuần chúng ta có được đâu. Chúng ta sẽ cần phải kiên trì và ở trong các môi trường đó chơi nhiều với những con người năng động hơn, tích cực hơn để bạn có thể lĩnh hội cũng như là bạn có thể có được cái trường năng lượng giống như họ nhá. Và sự thật rằng ấy, không phải là mỗi hướng nội mà các bạn đứng trước ống kính là chúng ta có thể là rụt rè đâu. Hướng ngoại cũng vậy đấy các anh chị em ạ. Chẳng qua là họ có sẵn cái tố chất là có thể là hoạt ngôn hay là có thể là nói năng nó dễ nghe. Nhưng sự thật là ai cũng vậy, đứng trước ống kính lần đầu tiên thì cũng giống nhau hết, cũng bập bà bập bẹ. Mình cũng tự nhận là mình là người hướng ngoại đây, nhưng những cái ngày đầu tiên mà làm video cũng thế các anh chị em ạ. Mọi thứ có hết trong đầu và trong tay mình rồi, kiến thức có, nhưng nhìn cái ống kính này, nhìn cái camera này, chữ nghĩa từ ngữ nó bay đi đâu hết đấy các bạn ạ. Ngợp giống nhau hết, ấp úng giống nhau hết các anh chị em ạ. Thế nên là chúng ta phải thêm một cái nữa là cho nhau cái số lần lặp lại, cho nhau cái số lần đứng trước ống kính nhiều lên nhá. Vậy thì tổng kết lại là gì? Đầu tiên là thêm cho mình thật nhiều mối quan hệ mới mà họ có được cái cá tính là hướng ngoại, họ có cái chỉ số năng lượng cao hơn mình để mình có thể học hỏi họ, lĩnh hội họ cái môi trường, cái năng lượng tích cực của họ. Thứ hai nữa là tăng cái chỉ số lặp lại, tăng cái tần suất đứng trước ống kính đi. 1-2 lần, 3-4 lần chưa thấy gì thì 5-7 lần, 20-30 lần thì kiểu gì chúng ta cũng sẽ cải thiện mà thôi nhá. Hãy cho nhau một cái cơ hội được luyện tập nào, luyện tập nào các anh chị em.